Quý vị đại biểu đăng ký về lễ đài là tập thể lớp 61, nay là lớp tăng cường tiếng Anh của nhà trường. Trong năm học này, các em học sinh sự nhiều nhất có thể trong ngọc phần giáo viên bộ môn toán và tự nhiên. Thầy cô là một giáo viên trẻ rất là yêu thương và dạy các em. Chính chắc rằng tập thể lớp 61 sẽ có được nền móng vững chắc ngay từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ khi bước vào sân trường, sẽ tự tin đạt được nhiều kết quả cao trong học tập. Tiếp theo là 34 gương mặt hồn nhiên của các em học sinh lớp 62. Đây cũng là lớp tăng cường tiếng Anh. Năm học này, các em được thử chiều sắc và rèn luyện trong vòng tay của cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Huệ, giáo viên bộ môn ngữ văn. Với lòng nhiệt tình yêu nghề, yêu trò cùng với sự nỗ lực của các em, hy vọng rằng năm học mới với nhiều niềm vui mới và hứa hẹn mới đang chào đón tập thể lớp 62. Chúng ta cùng nhiệt tình chào đón tập thể lớp 63 với 34 em học sinh, gồm 20 em học sinh nữ và 14 em học sinh nam, cho cô Nguyễn Ngọc Thảo Loan, giáo viên bộ môn văn tâm làm chủ nhiệm. Cô luôn được các em học sinh yêu mến bởi sự trẻ trung, nhiệt huyết của mình. Hy vọng rằng trong lớp học này, các em sẽ gặt hái được thật nhiều tích cực trong học tập và rèn luyện. Đầu năm bạn mới thì nhiều, chưa quên đẹp phải mọi điều đã quên. Nhìn nhau bờ bờ để cười, xôn xao năm mới đẹp tươi hạnh phúc. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón 36 thành viên của tập thể lớp 6 Tương Tân Yêu. Với sự điều khác của cô Trần Thị Hoa Mai, giáo viên của môn ngữ văn, một cô giáo tâm huyết với nghề, nhiệt tình, hết lòng yêu thương học sinh. Tiếp theo chúng ta cùng mang hoa chào đón lớp 6 năm các tổ chức sinh. Nhưng chương trình khuôn mặt nhiều như các em không thể nào nghe hết sự bỡ ngỡ của mình. Năm học mới này, các em được sự nhiều của cô giáo của giáo viên chủ nhiệm Lô Thị Liên Ly, giáo viên bộ môn